Việc Italia bị loại khỏi vòng playoff mở ra cánh cửa rất lớn để Bồ Đào Nha có thể giành tấm vé đến World Cup. Họ chỉ phải gặp đối thủ Bắc Macedonia ở trận chung kết và trên lý thuyết, Ronaldo và các đồng đội đang có cơ hội rất lớn, nhưng thực tế sẽ rất khác. Khi những kết quả bốc thăm phân nhánh tại vòng playoff khu vực châu Âu diễn ra, nhiều người đã chờ đợi vào một trận chung kết trong mơ tại nhánh C, nơi có sự xuất hiện của Italia và Bồ Đào Nha. Số khác lại tỏ ra tiếc nuối khi World Cup năm nay sẽ phải thiếu đi nhà vô địch của châu Âu ở hai kỳ gần nhất khi họ buộc phải loại nhau để giành một tấm vé. Việc đưa ra dự đoán Italia và Bồ Đào Nha đi tiếp thực sự rất khó khăn, bởi ngay cả những chuyên gia hay các nhà cái hàng đầu tại châu Âu cũng không thể xác định được cán cân nghiêng về ai. Nó như kiểu chọn con tim hay là nghe lý trí vậy, bởi chẳng có lựa chọn nào đưa ta đến câu trả lời chính xác nhất cả. Nhưng khi trái tim và lý trí vẫn còn đang tranh đấu với nhau, thì Bắc Macedonia xuất hiện và nói, đủ rồi, đơn giản thôi, hoặc là họ hoặc là Bồ Đào Nha sẽ có mặt tại World Cup. Thất bại của người Italia trước Bắc Macedonia đã trở thành một cú sốc rất lớn, không chỉ với chính đội tuyển này mà còn với những người hâm mộ trên toàn thế giới. Lần thứ hai liên tiếp Azzurri không thể xuất hiện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nên nhớ trước khi năm 2022 bắt đầu, Italia mới chỉ bỏ lỡ đúng hai kỳ World Cup trước kia. Họ cũng là một trong bốn nhà vô địch Euro không thể có mặt tại giải vô địch bóng đá thế giới. Và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, Italia không thể hai lần liên tiếp dự một kỳ World Cup. Cùng thời điểm cuộc đối đầu đó diễn ra cách đó khoảng hơn 2.000 cây số, những cổ viên của Bồ Đào Nha chắc chắn đã cập nhật được những thông tin này. Thậm chí cả những cầu thủ đang chơi dưới sân cũng sẽ được báo tin rằng Italia đang sút đến hơn 30 quả về phía Bắc Macedonia nhưng không thể ghi bàn. Đó chỉ là thông tin bên lề thôi, còn khi đó Ronaldo và các đồng đội chỉ có một mục tiêu duy nhất, đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ. Thực tế họ đã làm được điều này, và nếu những ai không theo dõi diễn biến của trận đấu mà chỉ cập nhật kết quả của live score sẽ nghĩ Bồ Đào Nha thắng dễ lắm. Nhưng những diễn biến tại Dragao cho thấy Seleção châu Âu đã suýt chút nữa vứt đi toàn bộ lợi thế của mình. Trong một lựa chọn có thể coi là bất ngờ, huấn luyện viên Fernando Santos đã điền tên tiền vệ Otavio cho một vị trí bên hành lang cánh phải, bất chấp trong tay ông vẫn còn rất nhiều những mũi nhọn khác đạt phong độ cao. Nhưng vị trí đức gia 67 tuổi đã chứng minh đó là một quyết định hoàn toàn chính xác, với chân sút đang thi đấu cho Porto đã ghi bàn giúp đội nhà vươn lên dẫn trước. Khi mà cả đất nước Bồ Đào Nha còn đang hướng ánh mắt về Ronaldo như một sự kỳ vọng và người cứu rỗi, thì cái tên ít danh tiếng hơn lại là người xoay chuyển cục diện của trận đấu. Có vẻ như mọi sự lựa chọn của Otavio từ quá khứ đến nay đều phục vụ cho khoảnh khắc này. Hãy nhớ rằng chân sút đang khoác áo FC Porto sinh ra tại Brazil, từng được gọi vào đội U20 Brazil. Tuy nhiên sau đó Otavio đã được nhận quốc tịch Bồ Đào Nha và chuyển sang thi đấu cho đội tuyển màu áo bã trầu. Mãi tới năm 2021, Otavio mới có lần đầu tiên ra mắt đội tuyển mới với màn xuất hiện ngắn ngủi trước Azerbaijan. Nhưng lần này cầu thủ sinh năm 1995 đã khiến tất cả nhắc về tên anh. Và hãy nhớ đến cái tên này, bởi đây có thể là người định đoạt số phận đưa Bồ Đào Nha lên chuyến tàu đến Qatar vào mùa đông năm nay. Trở lại với những diễn biến chính, Bồ Đào Nha dẫn trước khi hiệp 1 mới chỉ bắt đầu và cứ tưởng mọi thứ đã thực sự chấm hết với Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng một lần nữa gót chân Asin của người Bồ lại lộ ra với sự chậm chạp và những sai lầm hết sức ngớ ngẩn từ những trung vệ. Danilo và Joseph Fonte suýt chút nữa báo hại cho đội nhà bằng những đường truyền sai địa chỉ, những pha xử lý lóng ngóng và tốc độ của những ông lão. Ở đó nếu Inma hay là Singit Under không tỏ ra quá vô duyên, lẽ ra người Thổ phải có bàn thắng gỡ hòa. Cũng không thể không kể đến sự xuất sắc của Diogo Costa làm điểm tựa để Bồ Đào Nha có thể vươn lên dẫn trước hai bàn sau khi hiệp đấu đầu tiên khép lại. Nửa đầu hiệp đấu đã khép lại với lợi thế lớn như vậy, nhưng Bồ Đào Nha vẫn biết cách khiến các cổ động viên nhà cảm thấy đau tim. Burak Inma thắp lên hy vọng cho người Thổ với bàn rút ngắn cách biệt ở hiệp 2, nhưng chính tiền đạo đang khoác áo lìn lại sút bay cơ hội gỡ hòa sau cú sút phạt đền Hồng An gần cuối hiệp. Chết hụt thường hay sống dài, người Bồ hiểu điều này hơn bao giờ hết. Sau những phút phải chịu sức ép nghẹt thở từ đối phương, cuối cùng Seleção châu Âu cũng đã định đoạt được cục diện của trận đấu. Matheus Nunes ghi bàn thắng trong những giây cuối cùng, qua đó đưa Bồ Đào Nha vào đến chung kết của playoff. Đâu đó có những tiếng thở phào nhẹ nhõm vì Bồ Đào Nha vừa trải qua 90 phút thót tim trước Thổ Nhĩ Kỳ. Và đâu đó những tiếng thở phào này ngày càng nhẹ nhõm hơn khi chứng kiến đối thủ lớn nhất của họ, đội tuyển Italia, đã dừng bước. Chiến thắng này cộng thêm những tin tức từ Italia báo về có thể tiếp thêm sự hưng phấn cho Seleção châu Âu. Trước mắt họ là đối thủ Bắc Macedonia, một đối thủ bị đánh giá yếu hơn về mọi mặt trên lý thuyết. Chắc chắn Bắc Macedonia sẽ phải chơi phòng thủ, nhưng Bồ Đào Nha có vẻ không ngại điều này vì họ đang có rất nhiều phương án tấn công và ghi bàn. Một trong số đó đến từ Diogo Jota, người thay thế Ronaldo để chiếm trọn spotlight của trận đấu vừa rồi.
Bàn thắng vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ cũng đánh dấu pha lập công thứ 9 của chân sút đang khoác áo Liverpool trong màu áo đội tuyển quốc gia. 5 trong số đó đều đến từ giai đoạn vòng loại World Cup và cả 5 bàn thắng đều được ghi bằng đầu. Với một tiền đạo sở hữu chiều cao 1m78, Jota cho thấy dù không cao nhưng anh sẽ phải khiến tất cả phải ngước nhìn. Đó cũng là bàn thắng thứ 3 liên tiếp anh ghi được trong 3 trận gần nhất tính cả cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển. Với phong độ vào form như hiện tại, chân sút sinh năm 1996 đang cho thấy anh có thể thay thế Ronaldo về khả năng gánh đội. Nhưng đó sẽ là một câu chuyện rất khác nếu Bồ Đào Nha cứ tiếp tục bộc lộ tử huyệt như thế này. Trong đợt triệu tập lần này, huấn luyện viên Fernando Santos liên tục nhận tin dữ từ hàng thủ. João Cancelo bị treo giò, Nelson Semedo thì dính chấn thương. Ông chỉ còn lại Diogo Dalot và Cedric Suarez cho vị trí hậu vệ phải. Màn trình diễn của Dalot không đến nỗi nào dù cho anh cũng phạm phải sai lầm suýt chút nữa khiến đội nhà phải trả giá. Dù sao, Fernando Santos có thể thở phào vì ở trận đấu quan trọng nhất, Cancelo có thể sẽ trở lại để vá hàng thủ. Nhưng còn vị trí trung vệ thì sao? Danilo và Jose Fonte, cặp đôi hoàn cảnh thay thế Ruben Dias và Pepe vì chấn thương và Covid-19 đã có một buổi tối thực sự tệ hại, chậm chạp trong việc phán đoán, chậm chạp trong cả những pha theo kèm và thậm chí còn mắc những sai lầm ngớ ngẩn. Thiếu chút nữa họ phải trả giá cực đắt cho những sai lầm đó. Hãy thử tưởng tượng cú sút phạt đền của Ima đưa bóng đi vào lưới, mọi thứ sẽ diễn biến thế nào với người Bồ trong những phút còn lại. Ruben Dias sẽ không thể ra sân ở trận đấu kế tiếp, đó là điều chắc chắn. Cơn đau đầu của Fernando Santos càng trở nên trầm trọng hơn, dù cho Pepe có kịp âm tính đi chăng nữa. Trong tay ông đều là những trung vệ đã qua thời kỳ đỉnh cao hoặc chưa bao giờ chứng tỏ được thực lực của mình. Không ai dám khẳng định sai lầm sẽ không lặp lại và bác Macedonia chỉ chờ đợi những sai lầm đó. Không tin cứ hỏi người Ý để biết được khoảnh khắc mất tập trung sẽ khiến mọi chuyện tồi tệ như thế nào. Và cả câu chuyện của Cristiano Ronaldo, một trong những nhân vật được kỳ vọng nhiều nhất nhưng cũng để lại nỗi thất vọng lớn nhất. SofaScore đánh giá CR7 là người chơi thất vọng nhất bên phía Bồ Đào Nha với điểm số thậm chí còn kém cả Jose Fonte. Ronaldo sút hụt, Ronaldo đánh đầu ra ngoài, Ronaldo đưa bóng chạm trúng khung gỗ, Ronaldo bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Đó là những khoảnh khắc mà CR7 đã vứt đi trong bối cảnh Bồ Đào Nha của anh rất cần một bàn thắng để dập tắt tham vọng gỡ hòa từ Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà vô địch châu Âu 2016 sẽ bước vào trận playoff trong một tâm thế như vậy, với rất nhiều nỗi lo và hàng tá những vấn đề cần Fernando Santos giải quyết. Nên nhớ trong những trận cầu căng thẳng tột độ đến như vậy, mọi thứ chỉ có thể quyết định bởi một khoảnh khắc. Nhưng mà ngôi sao chuyên tạo ra những khoảnh khắc này đang chưa thể tìm lại được chính mình, thì đối thủ của họ lại vừa cho thấy thế nào là sự nghiệt ngã của bóng đá. Sau trận đấu, CR7 đã kêu gọi sự tập trung từ các đồng đội. Trên mạng xã hội, đội trưởng của Bồ Đào Nha nhắc đi nhắc lại điệp khúc: mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu, hãy tiếp tục tập luyện chăm chỉ và thực sự tập trung. Ronaldo nhấn mạnh một điều: hãy dành một sự tôn trọng cho bác Macedonia, vì anh hiểu đội bóng này có thể khiến Bồ Đào Nha ngồi xem World Cup qua TV. Điều tương tự cũng đã được Fernando Santos đề cập đến trong buổi phỏng vấn sau trận đấu. Đừng có đùa với bác Macedonia, đây là trận chung kết và mọi thứ đều có thể xảy ra. Hãy dành sự tôn trọng và sự tập trung cao độ, tôi không muốn điều tương tự sẽ xảy ra giống với trường hợp của Italia. Đó có thể là thông điệp mà vị chiến lược gia 67 tuổi gửi gắm tới chính những trung vệ của mình, những người đã mắc sai lầm ở trận đấu trước. Bồ Đào Nha chỉ còn cách tấm vé đến Qatar đúng một trận đấu nữa, nhưng bác Macedonia có khả năng biến một trận đấu bằng 4 năm. Hãy cẩn thận đấy, vì mọi chuyện còn chưa kết thúc đâu.